Sáng 21 tháng 9, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 21 tháng 9 và sáng sớm 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến nước ta khiến nền nhiệt giảm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 21 tháng 9 và sáng sớm 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5. Từ sáng sớm ngày 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến là từ 50 cho tới 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Tối 20 tháng 9, lực lượng chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang triển khai các biện pháp tìm kiếm anh Nguyễn Đức Hồ, 41 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, bị nước cuốn trôi mất tích tại suối Đắc Tơ, huyện Bù Đăng. Trước đó, chiều tối 20 tháng 9, anh Hồ, 41 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai, cùng một người bạn đi làm về qua cầu Đắc Tơ thuộc ấp 5, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thấy cầu bị ngập nước nên cả hai xuống dắt bộ xe máy qua cầu. Đi đến giữa cầu, xe máy bị rơi xuống suối. Lúc này, anh Hồ hỗ trợ bạn xuống suối phớt xe lên nhưng bị dòng nước quá lớn lại chảy xiết, cuốn trôi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Bù Đăng nhanh chóng đến hiện trường triển khai tìm kiếm nạn nhân cả đêm tối. Đến 4 giờ 30 phút sáng nay 21 tháng 9, do mực nước quá cao lại chảy xiết nên anh Hồ vẫn chưa được tìm thấy. Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân các xã Thọ Sơn, Đoàn Kết, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến lượng nước các sông suối trên thượng nguồn chảy về gây ngập úng những nơi trũng thấp. Nhiều trang trại nuôi lợn ở miền Bắc thiệt hại nặng sau bão lũ, thậm chí bị xóa sổ khiến nguồn cung thịt lợn khan hiếm. Giá thịt lợn hơi theo đó tăng mạnh, lập đỉnh cao mới. Sau đợt mưa lũ, nguồn cung tại thị trường miền Bắc trở nên khan hiếm khiến giá tăng trên toàn khu vực. Trong đó, tại các tỉnh, thành phố như là Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang ghi nhận tăng tới 3.000 đồng cho 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 70.000 đồng trên 1 kg, cao nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực đang thu mua trong khoảng từ 67.000 cho tới 69.000 đồng cho 1 kg. Thị trường miền Trung Tây Nguyên tăng 1.000 đồng trên 1 kg. Tại Thanh Hóa và Nghệ An cũng lên mức 67.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Nam, sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng trên 1 kg, heo hơi tại thành phố Hồ Chí Minh đang được giao dịch với giá là 65.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng và Hậu Giang cùng đạt mức 64.000 đồng trên 1 kg. Sau đợt mưa bão, nhiều trang trại bị thiệt hại, một lượng lợn rất lớn bị chết hoặc hộ nuôi phải bán tháo do chuồng trại ngập sâu trong nước lũ. Thế nên nguồn cung bắt đầu khan hiếm, đẩy giá lên cao. Các chuyên gia dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng sau đợt mưa lũ kéo dài tại miền Bắc. Hai tuần sau cơn bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội, đoạn qua cầu Chui Dân Sinh 19 trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long vẫn đang trong tình trạng ngập sâu. Đa phần chỉ có những loại xe tải, xe ô tô gầm cao, xe trộn bê tông mới dám di chuyển qua khu vực này. Người đi xe máy buộc phải thuê xe ba gác, xe bò đẩy qua điểm ngập. Nhiều người dân sống tại khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long qua địa bàn huyện Thạch Thất đã mang xe bò ra kiếm tiền bằng cách cõng người và xe qua vùng ngập. Tại khu vực qua cầu Chui Dân Sinh 19 ở Đại lộ Thăng Long luôn thường trực khoảng 6 xe bò để chở khách qua vùng nước sâu. Để tránh phương tiện bị chết máy, người dân có nhu cầu đi qua đoạn ngập úng sẽ phải trả phí khoảng 50.000 đồng một lượt dùng dịch vụ xe kéo tại chỗ. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Bố trí lực lượng phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải trực bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập úng trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long. Sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, lượng rác lớn theo sóng vào nằm ngổn ngang trên bãi biển Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đã huy động công nhân, máy móc để dọn dẹp. Hiện tượng rác thải tràn vào bờ biển thường xảy ra ở các bãi biển Đà Nẵng sau bão. Rác thải từ khắp nơi theo dòng nước chảy ra biển. Khi thủy triều rút, rác thải bị mắc lại ở những bãi cát.
Theo đó, từ ngày 19 đến 20 tháng 9, dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành gần cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê và bãi biển dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, rác được sóng đánh dạt vào bờ tạo thành một hàng dài. Loại rác dạt vào bờ chủ yếu là lục bình, chai nhựa đã qua sử dụng và có cả xác cá cùng nhiều sinh vật biển khác. Thậm chí trong đống rác thải còn lẫn cả bơm kim tiêm. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã huy động khoảng 100 công nhân cùng phương tiện ra quân thu gom rác dọc đường bờ biển. Theo một công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng ước tính có hàng tấn rác bị sóng đánh dạt vào các bãi biển trong những ngày qua. Công ty huy động nhiều công nhân, phương tiện thu gom rác và dự kiến sẽ làm sạch bãi biển trong hôm nay. Sáng 20 tháng 9, dọc bờ biển dài hơn 4 km đoạn qua xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ngao trắng bị sóng lớn đánh dạt vào bờ. Hàng nghìn người dân đã ra bờ biển nhặt ngao và thu được từ 1 cho tới 2 triệu đồng. Lãnh đạo xã Diễn Trung cho biết, ngao trắng dạt vào bờ ước tính hàng tấn. Ở ngoài ngao sống thì dọc bờ biển có nhiều vỏ ngao cùng với nhiều loại rác bị sóng đánh dạt vào. Hiện tượng này thi thoảng xuất hiện, song đây là lần đầu tiên ghi nhận số lượng lớn. Xã sẽ cử cán bộ dọn dẹp, làm sạch bãi biển khi thời tiết ổn định. Theo đó, nhiều điểm ngao chất dày 3-5cm, rộng hàng chục mét, lẫn với cát, rác cùng một số loài nhuyễn thể khác. Người dân địa phương mang xô, rổ, chậu, nhựa, bì tải, lái xe máy chở nhau ra biển nhặt. Giữa buổi sáng đến trưa, người dân liên tục đến bờ biển xã Diễn Trung. Nhiều ngư dân dùng nhủi làm bằng thân tre hoặc sắt, phía dưới gắn lưới đi dọc bờ biển sâu 40-70cm để bắt ngao, bất chấp sóng lớn. Hàng trăm thương lái chở theo thùng xốp đựng đá lạnh đến biển thu mua ngao chưa tách vỏ với giá 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Bên cạnh giao dịch tại bờ biển, một số người đưa ngao về luộc qua, tách vỏ, đem ra các chợ trên địa bàn bán lẻ với giá 100.000 đến 120.000 đồng 1 kg. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Chính phủ chấp thuận đề xuất của thủ đô về dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chính phủ giao thành phố Hà Nội ra soát, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan và phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Ngân hàng Tái thiết Đức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài chính quốc tế để đảm bảo hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tạo cơ sở pháp lý cho các giai đoạn triển khai tiếp theo. Đồng thời, thành phố cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc nhằm đảm bảo các dự án đường sắt đô thị được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất. Theo đề xuất, tuyến đường sắt đô thị số 3 từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai đi ngầm toàn bộ theo lộ trình Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu, Tam Trinh, tổng chiều dài khoảng 8,7 km.